90%. Chiều hắc vàng vàng hắc vàng vàng chiều hắc. Hello các Hustlily, chào mừng các Hustly đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lý đây, và chào mừng các bạn đã tới với tựa game Raygun City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì dạo này có khá là nhiều bạn hỏi mình là: anh Vũ ơi, anh Vũ, sao anh lại không úp clip về Raygun City thế? Làm clip về Raygun City vừa không tốn tiền lại có nhiều view, tại sao anh lại làm FIFA làm gì? Vừa tốn tiền vừa ít view. Thì không biết là các bạn thấy có đúng không ta. Nhưng mà mình cũng rất là buồn anh em ạ. Đó chính là hiện tại thì mình vẫn đang làm Raygun City, nhưng mà mình không úp vào kênh này thôi. Mình đang úp Raygun City ở bên cái kênh Cá Mòi TV. Đấy, các bạn thấy ở trên màn hình không? Cá Mòi TV. Thì hiện tại là mình vẫn đang làm FIFA Online 4 ở bên cái kênh này. Nhưng mà như mọi người thấy ấy, là mình làm về cái tựa game FIFA Online 4 thì nó có vẻ không hiệu quả lắm. Với cả là mình làm ở bên cái kênh này mình hay than thở đó các bạn ạ. Đấy, mình làm bên kênh này mình làm cái trò gì mình cũng hay than thở, các bạn biết tại sao không? Bởi vì là cái kênh của mình nó vẫn còn một cái gậy anh em ạ. Hiện tại là mình đang vào trong MeTube Network và mình đang nhờ bên MeTube gỡ cái gậy cho. Thực sự thì trong cái khoảng thời gian bị cái gậy của mình ấy, là cái khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của mình, là suốt mấy năm trời nay từ 2019 đến giờ. Thì nếu mà gỡ được cái gậy này ra thì mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng hơn trong việc làm YouTube. Thì thực ra thì bây giờ mình cũng cố gắng thôi, nhưng mà chẳng qua là mình non anh em ạ. Đấy, cổ nhân có câu ấy là nếu như mà mình có thực lực ấy thì mình mới buồn, còn mình không có thực lực thì mình không cần gì phải buồn. Thì hiện tại mình cảm thấy là mình cũng chả có gì buồn hết, bởi mình đâu có thực lực đâu mà mình phải buồn. Cho nên là view ít là mình phải chịu. Nhưng mà nếu các bạn nào mà thực sự muốn mình xem mình làm Raygun City á, thì các bạn có thể qua bên kênh Cá Mòi TV nhá. Đấy, cái link thì mình có để ở dưới phần comment ấy, đấy, hoặc là dưới phần description nhá. Nếu các bạn thực sự muốn thì các bạn có thể ghé qua và xem. Thì sắp tới mình sẽ làm một số cái tựa game khác ở bên cái kênh này, nhưng mà chắc là không nhiều đâu. Nên là nếu như các bạn mà muốn thì các bạn có thể follow theo mình, xem mình. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy không thích mình thì các bạn có thể unfollow mình cũng được. Bởi vì là thực sự là dạo này mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì như hồi nãy mình nói ấy, là mình có thực lực thì mình buồn, mình không có thực lực thì mình không có gì phải buồn, đúng không? Nhưng mà cái thứ mình đang buồn đây là một thứ khác anh em ạ. Thứ mình buồn là không phải là về view thấp hay view cao. Thực sự á, view cao mình cảm thấy bình thường, view thấp mình cảm thấy bình thường. Nhưng mà cái thứ mình buồn đây ấy, đó chính là có rất là nhiều người lúc mà mình view cao ấy thì họ tung hê hết mức, nhưng mà đến khi mình view thấp thì họ quay lại họ chửi. Đấy là cái nỗi buồn nó nằm ở trong trái tim của mình các bạn ạ. Rất là buồn luôn. Đấy, cho nên là nếu mà bạn nào mà yêu quý mình ấy, thì các bạn cứ gọi là follow cho mình, xin một like, một lượt chia sẻ. Bạn nào thích xem Raygun City thì qua bên kênh Cá Mòi xem nhá. Còn bạn nào không thích thì có thể unfollow mình, mình không có trách mọi người đâu. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn, nếu các bạn mà có những cái phút giây vui vẻ khi mà xem clip của mình, thì khi mà các bạn xem lại của mình khi mà mình bị ít view ấy, các bạn cũng đừng quay lại các bạn chửi mình nha. Như thế thì nó không hay các bạn ạ. Rồi, và chiều nay thì sẽ có cuộc đua Heroic nha mọi người. Và hiện tại thì còn một cái sự kiện nữa ở đây. Đấy, thì hôm nay mình, tại vì là mình làm cái clip này cũng chủ yếu là muốn thông báo mọi người thôi, là mình làm clip ở bên kênh Cá Mòi TV. Thì có nhiều bạn hỏi mình là sao không làm clip. Thì thực ra là mọi người không biết đấy, mọi người vẫn qua cái này mọi người hỏi, thì mình cũng làm một cái clip mình nói cho mọi người luôn. Thì có gì mình sẽ treo ở cái trang chủ luôn ha. Bạn nào thích thì có thể gọi là xem. Đấy, thì cũng chỉ là cái clip thông báo đấy thôi. Hôm nay thì mình cũng tính là review một con rồng cực kỳ là xịn sò, con bò cực kỳ là dã man, con ngan, con ngỗng luôn. Đó, thì trước tiên thì chúng ta cứ thu hoạch cái đã nhờ. Cái thu hoạch này chờ bao nhiêu giây ta? Ủa? Nó mất luôn rồi. Mất luôn cục à, 4 tiếng là chúng ta có thể thu hoạch nhanh một lần nhé mọi người. Thì mấy hôm mà nó có cái sự kiện kia vui lắm các bạn. Đấy, và hiện tại là mình cũng đang like con cốt mic này. Đấy, bạn nào không biết thì đầu đuôi câu chuyện thì mình xin phép kể cho các bạn nghe khúc giữa. Đó chính là hiện tại mình đang cố cho con cốt mic lên 5 sao nha mọi người. Và hiện tại thì nó vẫn chưa đủ đâu. Mình đang có con rồng tím này. Sắp sửa tương lai thì sẽ là rồng tím và rồng cốt mic sẽ lên 5 sao nhá. Còn con rồng kim cương này thì hơi khó lên này.
thì tương lai mình sẽ cố gắng cho càng nhiều con lên thì càng tốt cho mọi người. Và có thể sẽ là bé cá sấu. Hiện tại là mình đã thu thập được 177 mảnh legend rồi. Và hiện tại thì con thể xem nào, bé cá sấu mình đang có dư bao nhiêu mảnh ta? Chibi đấy. Thì mình còn thiếu nhiều lắm các bạn ạ. Đâu đó tầm 600 mấy mảnh cơ. Cho nên là cũng khá là lâu. Nhưng mà không sao, bôi keo sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Và chiều nay thì nó sẽ có một cái đợt ô con gì đấy? À, úi dồi, con này mình có rồi mà đây là lần đầu tiên mình live ra các bạn ạ. Chứ con này thì mình có rồi nhá. Thì hiện tại là bang của mình đang leo rank rất là ác các bạn ạ. Tuy nhiên ấy, là vẫn có một vài bạn không chịu làm nhiệm vụ. Ví dụ như bạn này này. Đấy, thì mình sẽ kích bớt ra nha. Rồi tối nay thì mình sẽ có một cái đợt lọc các bạn nhá. Tối nay mình sẽ có một cái đợt lọc bang. Đấy, những bạn nào mà dưới 10.000 điểm thì mình sẽ lọc ra. Và mình sẽ kích bớt đi để mình tuyển người mới. Đấy, thì hiện tại là cái bang của mình nó như thế này. Và hiện tại thì mình cũng muốn là cái bất cứ một cái sự kiện nào thì bang của mình đều phải lấy dương 6. Ngày xưa các bạn xem của mình ấy thì mọi người thấy là không bao giờ bang của mình lấy được dương 6 đúng không? Nhưng mà các bạn thấy đấy, từ bây giờ, từ ngày hôm nay trở đi thì bang của mình đang liên tục lấy dương 6. Đấy là cái sự nỗ lực của những người chăm chỉ. Đấy. Và những người chăm chỉ thì thường hoạt động với nhau thì sẽ khiến cho một cái những người đấy gọi là tạo động lực cho nhau để khiến cho nhau chăm chỉ hơn. Vì thế mà bang của mình vẫn đang tuyển những người chăm chỉ nha. Những bạn nào mà chăm chỉ thì có thể vào bang của mình. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đấy, một cái bang hội cực kỳ là xịn sò con bò, cực kỳ là dã man con ngan con ngỗng như mọi người. Ok anh em. Mấy nay mình cũng siêng làm Dragon City lắm. Hôm nọ mình cũng nạp một đâu đó một củ vào để mình chơi cái trò gì ta? Nạp một củ vào để chơi cái trò Monster Legend, đúng rồi. Mà mình nạp vào xong cái mình cất đi luôn anh em ạ. Đấy, mình hơi buồn một tí, mình nạp cái xong mình quên chơi ấy, thế là bây giờ hơi buồn tí. Còn 7 ngày nữa là kết thúc cái sự kiện này này. Mình cũng đang cố gắng gọi là làm nốt cái sự kiện này để lấy mấy quả trứng anh em ạ. Đấy thì tạm thời cũng làm tới đây cũng xa phết rồi ấy nhờ. Làm tới tít đây luôn ạ. Nhưng mấy nữa là mình cũng phải nhận mấy cái này đấy anh em ạ. Đây, ở đây là có mấy cái token chân là cái gì đây? À, nó là mấy cái token của Habitat anh em ạ. Thì làm mấy cái này thì cũng nhận được thêm mấy cái job này anh em. Mấy cái gì op à, mấy cái op joker. Đấy thì hiện tại là còn hai quả trứng đang chờ lấy nhá. Ngày xưa là hai quả trứng vàng luôn anh em ạ. Bây giờ thì hơi keo một tí. Là ở cái phần không mua thì chúng ta chỉ được quả trứng legend bình thường thôi. Còn quả trứng legend xịn ấy thì các bạn phải nạp và các bạn mua cái device pass này nhá mọi người. Thì các bạn mới có. Còn đâu đó 7 ngày đã kết thúc, nhưng mà thực ra thì làm cũng dễ, làm nhanh lắm các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần follow theo những cái nhiệm vụ ở đây thôi là đảm bảo là nhanh. Đấy, làm mấy cái nhiệm vụ đây này. Đấy, là rất là nhanh nhá mọi người. Không có chậm đâu. Đấy, win language battle này. Đấy, bridge này. Nói chung là mấy cái nhiệm vụ ở đây easy ấy mà. Quan trọng là có chịu làm hay không thôi. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ claim. Thôi đó, hôm nay mình sẽ review một con rồng cực kỳ là gọi là xịn luôn ha. Xịn sò con bò luôn. Và hiện tại mình cũng đang lấy con Immortal này để có gì mình đi đánh mình đi đánh nhiệm vụ Arena các bạn nhé. Đấy. Thì cho mấy con này ra đánh. À, một thời gian thì các bạn không xem cái kênh cá mòi, chắc bạn không biết là mình đã cho con mã xà bát sờ bông của mình lên 5 sao rồi nhé mọi người. Rồi phải đánh con này đấy. Tập trung vào focus con này. Con này nó khắc chế con mã xà bát sờ bông của em. Piu. Ủa chết rồi. Sao mình cảm giác có nhiều con nó khắc chế con mã xà bát sờ bông của em Vũ đấy. Nhưng mà 1 cân 6 được anh em ạ. Đấy. Sức mạnh của mã xà bát sờ bông 5 sao rồi anh em. 1 cân 6 là có thật. Làm gì có chuyện mà có thể thua được. Hệ ấy 1 vs 6 này anh em. Ui giời, như nào hai con đấy, một mình mã sờ bông cân 6 luôn anh em, quá bá đạo trên từng gạt gạo đấy. Đụng đến là trụng luôn, không cần nói nhiều, đụng là trụng, quá là ghê luôn. Nào còn chú bé rồng cuối cùng, búp, mình xin bá đạo anh em. Anh em thấy sức mạnh của máng xà bát sờ bông của tôi chưa? Đủ sức cân 6 luôn đấy chứ đùa. Đấy thì tập này cứ như này. Ủa kỳ ấy. Đấy, như này chúng ta chỉ cần cho một con xịn. Đấy, một con xịn sẽ gánh mấy con cùi kia. Bởi vì là nó cho vị trí thứ 6 ấy thì tỷ lệ bị đánh rất là thấp nhá. Nhưng mà mình nghĩ là chắc vẫn bị đánh đấy các bạn ạ. Biết tại sao? Nó bị khắc chế. Mấy con rồng này cũng cấp 5 mấy rồi đó. Ây à,
Cái con nó có hai cái móng vuốt này. Ác bá chưa? Rồi, trận này lại cân 6 luôn anh em ạ. Mấy con rồng legend của mình cân 6 tốt. Cân 6 là có thật các bạn nhá. Đấy. Cái này để vị trí thứ 6 thì tỷ lệ cân 6 nó cao, bởi vì là mỗi bên nó sẽ đánh mấy con cùi cùi trước, mấy con tôm tép trước đây các bạn, sau đó nó mới đánh mấy con xịn. Đấy, cho nên là không bị gì phải lo hết. Nào, bạn đánh mình đi. Mình đánh bạn đó. Cân 6 là có thật chứ còn gì nữa. Đúng không các bạn? Đó. Mình hin. Nói chung là cũng đơn giản, kiểu là đang dở nói. Ok. Victory. Ok, tiếp tục nhá. Để xem nào. Thì giờ cứ để này thôi anh em ạ. Cứ cho đấy. Cứ tiếp diễn về thôi anh em ơi. Cứ đánh kiểu này thôi. Nếu các bạn mà muốn đi nhanh ấy, thì các bạn đánh kiểu này. Các bạn muốn đi chậm thì các bạn đánh kiểu không cần xếp. Đấy. Còn nếu các bạn muốn đi nhanh thì các bạn cứ xếp như mà này. Một con cấp 70 gánh với con cùi bắp là các bạn đi được nhá. Nói chung là bây giờ dòng 70 nó cũng đơn giản rồi. Nó không có khó như ngày xưa nữa đúng không? Ngày xưa các bạn kiếm một con rồng 70 nó khá là khó. Nhưng bây giờ các bạn kiếm mấy con rồng cấp 70 nó đơn giản. Nó nhan nhản ra đầy. Không có thiếu đấy mọi người. Rồi lại tiếp tục là tình huống cân 5. Và đây là Florenti Lê Hải Long Phương. Quá ghê. Anh em thấy dạo này dàn Legend 5 sao của mình chuyến lắm. Rất là nhiều Legend 5 sao luôn. Rất là bá đạo cho từng hạt gạo luôn. Ui. Mạnh không các bạn? Quá là mạnh. Bụp. Sức mạnh của Tây Hải Long Vương là không thể xem thường được đâu. 15/30 rồi, đi được một nửa anh em ạ. Và còn 4 ngày nữa là kết thúc sự kiện đấy. Một cái sự kiện này sẽ kéo dài đó là 8 ngày. Đúng không nhỉ? Nó sẽ kéo dài trong vòng 8 ngày các bạn ạ. Và các bạn sẽ có 4 ngày để đúng rồi, có 8 ngày để hoàn thành sự kiện. Nhưng mà bình thường nếu các bạn đi nhanh ấy thì các bạn sẽ tốn đâu đó tầm 4 ngày. Không tới 4. Ôi, con rồng nó tăng động quá à. Các bạn thấy lúc nào nó cũng di chuyển lắm. Lúc nào anh ta cũng trong cái tình trạng di chuyển, không lúc nào dừng lại. Ủa, con nào nó vừa đánh con của mình rồi? Như con này thì phải. Con nó khắc chế được con của mình nhé các bạn. Bây giờ phải tìm và đánh với con nó khắc chế con của mình trước. Tránh cái tình trạng là tí nó không cân được á, bởi vì nó đánh đau lắm. Mày hả bưởi. Ấy à, mình cũng khắc chế nó luôn. Thế thì mày tưới số rồi con trai à? Tưới số với chúng tôi. Rồi. Lại là tình huống cân 6, con nó đánh một con rồi. Hay à, con tăng động bị đi trước. Tội nghiệp những đứa nào mà hay di chuyển là dễ đi biển lắm các bạn. Và Hóa Long AKE của mình đã cho nó đi biển luôn. Con này cũng kinh nha. Hôm nay mình cho các bạn thấy sức mạnh dàn rồng 5 sao của mình. Các bạn thấy dàn rồng 5 sao của mình có bá đạo không? Quá là bá đạo luôn như gì nữa. Toàn cân 5 nữa. À, có hai con kia đang đi live nữa các bạn ạ. Có hai con kia đang đi live giống với nhau nữa, cho nên là mọi người không thấy chúng nó. Chứ thực ra là chúng ta đang đi live đấy các bạn. Có hai con đang đi live. Đấy, bây giờ chỉ còn mấy con này thôi. Đấy, sụp. Còn nhiều lắm. Sắp sửa là tới bé cá sấu lên 5 sao các bạn ạ. Sắp sửa là mình sẽ cho bé cá sấu của mình lên 5 sao nhé. Nhưng mà chắc là lâu à. Lâu phết đấy, đùa các bạn ơi. Không phải là cho lên là lên đâu. Không phải muốn nói lên là lên đâu. Bé cá sấu chắc cũng phải 1-2 tháng nữa. Nếu như mà nhanh thì cũng phải 1-2 tháng nữa mới lên được các bạn ơi. Bởi vì là như mọi người thấy ấy, là cái dàn rồng của mình nó không mạnh, với cả là cái mảnh của bé cá sấu nó khá là hiếm ấy các bạn. Giờ này mình cũng đang muốn đổi cái mảnh của bé cá sấu ấy, nhưng mà nó cũng khá là hiếm, cho nên là cũng hơi khó like các bạn nhá. Đấy, hôm nay đàn rồng 5 sao của mình toàn những tình huống cân 5, cân 6 thôi. Qua ba đạo. Đấy. Cân hết. Các bạn thấy kinh không? Đấy, một bữa. Ngày xưa con này nhìn ghê rợn cơ. À không, ngày xưa như thế này ha. Ngày xưa có một con da sơn ấy, nhìn mới ghê. Con đấy nó cầm, con này ngày xưa là nó cầm cái tương ớt nó đổ ở đây để nó giả vờ là dây sơn. Nhưng mà có một con là con da sơn, nhưng mà hình như là bị đánh bản quyền đấy, cho nên là mọi người không thấy con da sơn đấy đâu. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đấy thì sắp tới đây, bạn nào mà thích xem mấy clip về Dragon City ấy, thì các bạn cứ qua bên kênh Cá Mòi xem nha. Còn cái kênh này thì sắp tới mình cũng sẽ cố gắng làm một số cái game gì. Mình cũng chả biết làm game gì thực sự với các bạn luôn, là mình cũng chả biết làm cái game gì luôn. Nhưng mà thôi, cứ để đi, cứ làm dầm già đi. Hy vọng là tương lai sẽ gỡ được cái gậy cho kênh này. Nhưng mình cũng hơi quải cái chè đậu cái kênh này lắm rồi đấy các bạn. Hơi bị quải chè đậu ấy, nhưng mà cũng chả biết làm sao. Bởi vì là cái đấy là số phận thôi anh em ạ.
Giờ chỉ biết đổ tại số phận thôi. Mình có năng lực thì mình buồn, còn mình không có năng lực thì mình làm view thấp là đúng rồi. Không nên đổ vạ. Đổ vạ là không phải quân tử anh em ạ. Đấy, dạo này mình đổ vạ ra cái gậy hơi nhiều. Mình dạo này cũng bớt quân tử rồi đấy. Nên là thôi, tương lai nó không đổ vạ cái gậy nữa. Dáng làm đi. Mốt là mất gậy mà vẫn view ít là không có gì đổ vạ đâu. Đúng không anh em? À, con này nó khắc chế mình nè. Nhưng mà vẫn không đủ tuổi để chiến đấu với mình các bạn ạ. Quá là non. Đấy, mình đánh được 18 đến 30 rồi. Đánh cái kiểu này thì nó nhanh các bạn ạ. Đánh kiểu này thì nó khá là nhanh nhé. Rồi chắc mình sẽ cho cái đàn rồng khỏe nhất ra đi. Đấy, cho đàn rồng khỏe nhất đánh đi là được một đàn nữa. Đó, các bạn thấy không? Rất là easy luôn. Đánh cái này thì khỏi cần chỉnh. Đánh cái này kiểu gì chả thắng. Đàn rồng này chỉ cần có bé Lê Văn Đạt thôi, cầm đầu. Lê Văn Đạt này là con trong cái bộ phim Người đẹp và quái vật, đúng không ta? Người đẹp Lê Văn Đạt và quái vật Elsa. Đấy, con này nó đánh đàn này, thạch xanh nó tưng 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 tưng. Đánh đàn cho mấy con này nó chiến đấu. Bé cá sấu là thánh rap anh em ạ. Rapper bé cá sấu. Hai tay chống lạnh. Đứng rap cho cả team bên kia nghe các bạn nhá. Rapper bé cá sấu. Thánh ăn vạ, thánh chửi bậy. Đấy. Thánh chửi. Thánh chửi bé cá sấu và người đẹp Lê Văn Đạt. Quá là đẳng cấp. Ok, sắp sửa thì mình cũng đang cuốn cho con Lê Văn Đạt lên 5 sao nữa anh em ạ. Nhưng mà con Lê Văn Đạt chắc là khó lên đấy. À, từ từ để mình xem là cái nhiệm vụ ở cái cây này không biết là có nhiệm. Các bạn ơi, bạn nào xem mà cho mình biết nhá, có cái nhiệm vụ để cho con Lê Văn Đạt lên 5 sao không ha. Nếu các bạn mà biết thì comment dưới cho mình biết với nha. Bởi vì mình cũng chả biết là có nhiệm vụ cho Lê Văn Đạt 5 sao không. Mấy cái này nhiều để claim vậy. Chắc tối nay mình sẽ like một bữa đấy anh em ạ. Ui. Ô, có cả nhiệm vụ lấy con này nữa hả? Ờ, ngon có vậy, nhưng mà như con này mình có rồi. Rồi, và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng cái clip ở đây thôi nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Nhưng mà sắp tới mình không có làm Dragon City với cái này đâu nha. Bạn nào muốn xem tiếp Dragon City thì cứ qua Cá Mòi TV xem. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Bye bye.